Hello, hello các em. Hi hi. Tại các em làm chị Vân hơi bị buồn nhá. Này này, chị cảm giác là các em không còn chăm chỉ xem viết chữ bài tập về nhà nữa. Mà đại ca chị gái của các em đang rất là buồn. Không biết là mình có nên, không biết là các em có thực sự là cần chị Vân quay viết nữa không? Bởi vì một viết này rất mất thời gian. Nhưng mà các em lại không xem. Rất mất thời gian luôn ấy. Nhưng em lại không xem, nên chị đang suy nghĩ đến việc là nếu mà em không cần viết chữ bài tập nhà nữa thì có thể nói với chị để chị Vân có nhiều thời gian hơn để làm các việc khác, nhớ chưa? Khi mà chị đã rất là yêu các em, đã quay viết chữ bài tập về nhà cho từng bài một, vậy mà không vào xem đấy. Học hành thì càng ngày sút đi, bài dễ ơi là dễ thì cũng không biết làm, chị gái buồn lắm đấy. Xong rồi là nay đã học đến cuối của chương số 2 rồi, các em sắp sắp sang cái chương khó, đó là nguyên hàm tích phân rồi, mà không cố gắng đi, lớp 12 rồi, chăm học lên, chiến đấu lên, có gì khó thì đều hỏi chị, lúc nào chị cũng luôn đặt kem ở vị trí ưu tiên ấy, hiểu không? Cố gắng lên nhá. Nay thì mình sẽ tổng kết lại lãi suất ngân hàng như sau. Chị đã ghi sẵn các dạng ra đây rồi, và nhiệm vụ của các em là nhớ lại cái tổng kết này. Tổng kết của chúng ta về lãi suất ngân hàng thì chị em mình sẽ học 5 dạng. Thứ nhất là dạng dễ nhất, nó có công thức sẵn trong đề bài, áp dụng công thức có sẵn, tức là nó cho đề bài và có công thức có sẵn rồi. Em chỉ cần các bước làm như sau, đó là em gạch chân cái công thức đề cho. Đó, xác định những dữ kiện đã có, thay số vào, xem cái gì còn thiếu thì đấy chính là cái đề bài cần đấy. Và em thay số vào coi như kiểu giống như kiểu giải phương trình tìm x ấy, hiểu lại ra. Em dạng dễ nhất. Được chưa? Dạng thứ hai là lãi đơn. Lãi đơn thì các em cần phải nhớ công thức là số tiền mà các em nhận được ấy, bao gồm cả gốc và cả lãi đấy. Thì nó sẽ bằng này, số tiền gốc này nhân với cả 1 cộng N nhân R%. Với cái N này là chu kỳ đấy, số chu kỳ mà em gửi đấy. Còn cái R% này nó chính là lãi suất. Thì cái lãi đơn nó như thế nào? Lãi đơn tức là em gửi vào số ngân hàng một số tiền, thì tiền lãi chỉ được tính theo đúng số tiền em gửi ban đầu thôi đấy. Và lãi đơn thì có lãi mỗi chu kỳ thì là như nhau, tức là lúc nào tiền lãi của em cũng chỉ được tính dựa trên cái số tiền gốc ban đầu thôi, hiểu ý tưởng không? Còn lãi kép thì khác. Lãi kép thì tiền lãi của em nó sẽ được cộng vào cái gốc, cộng vào cái chu kỳ trước đó ấy, để tính lãi cho chu kỳ tiếp theo. Đấy, nó khác nhé. Lãi mỗi chu kỳ của lãi kép thì nó khác nhau và nó chắc chắn là tăng dần rồi. Đấy, công thức của lãi kép là A nhân với cả 1 cộng R% tất cả mỗi N. Và lãi kép thì các em sẽ gặp nhiều hơn là lãi đơn. Dạng thứ tư là tiền gửi hàng tháng. Tiền gửi hàng tháng này thì tức là mỗi tháng thì một người người ta lại gửi vào ngân hàng một cái số tiền nào đó. Đấy, với lãi suất của em nó tính theo lãi kép. Đây này, thì em tính cho chị Vân theo công thức là T là số tiền gửi sau N tháng. Thì nó sẽ bằng A nhân với cả 1 cộng R% nhân với cả 1 cộng R% tất cả mỗi N trừ 1 chia cho R%. Đó. A này của em là cái số tiền mà cứ đầu mỗi kỳ hạn thì người đấy gửi vào, A triệu chẳng hạn. Còn cái T này là số tiền mà sau N kỳ hạn em có được. R% chính là lãi suất kép trên một kỳ hạn. Đó. Năm la mã đó là trả góp. Trả góp của em thì đợi chị một tí, chị nhắn cái tin này có ai gọi ấy. Để xem nào. Năm la mã đó là trả góp. Trả góp thì cái T của em nó sẽ bằng là A nhân với cả 1 cộng R% tất cả mũ N trừ đi cho M nhân với cả cái ngoặc này là 1 cộng R% tất cả mũ N trừ 1 chia cho R%. Thì nhớ chị Vân là công thức của trả góp, cái chỗ hay nhầm nhất chính là cái ngoặc này. Cái này em quên mất cái ngoặc này, em lại lấy M này, em nhân với cả cái thằng này trước xem mới trừ đi 1 thì là sai. Được chưa? Đó. Thì cho chị nhớ cái công thức của lãi của cái trả góp như thế. Trả góp tức là em vay một cái khoản tiền, sau đó là mỗi tháng em lại trả 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 dần thì nó sẽ hết. Thì nhớ là mình dùng công thức này, T bằng A nhân 1 cộng R% tất cả mũ N trừ đi cho M nhân với cả 1 cộng R% tất cả mũ N trừ đi cho 1, rồi em chia cho R%. Cái T này này, cái T này của em nhé, là số tiền còn nợ sau N kỳ hạn. A là số tiền mà em vay, còn M là số tiền mà em phải trả hàng tháng. Thế thôi. Câu đầu tiên, 661. Người ta thả một lượng bèo vào một hồ nước. Kết quả cho thấy là sau 9 giờ bèo sẽ sinh sôi kín cả một mặt hồ. Biết rằng sau mỗi giờ thì lượng bèo của em tăng gấp 10 lần lượng bèo trước đó và tốc độ thì không đổi. Hỏi sau mấy giờ thì lượng bèo phủ kín 1/3 mặt hồ.
Ok, chị và các em sẽ cùng làm bài này nhé. Đọc đề thì chưa biết phải làm gì đầu tiên, thế mình cứ có cái dữ kiện nào thì bây giờ mình sử dụng dữ kiện đấy vậy. Người ta bảo là 9 giờ thì béo sẽ sinh sôi kín cả mặt hồ này. Ok, vậy chị Vân sẽ gạch chân vào những cái dữ kiện mà cần thiết nhé. 9 giờ thì sẽ sinh sôi kín cả mặt hồ. Sau mỗi giờ thì lượng béo tăng lên gấp 10 lần. Vậy chị Vân sẽ khai thác cái lượng béo tăng lên gấp 10 lần này trước nhé. Thì bây giờ giả sử như là cái lượng béo đang có này, giả sử như là đây người ta chỉ bảo là thả vào một lượng béo thôi, ai biết là bao nhiêu? Thì giả sử là đang có, giả sử là thả vào x lượng béo đi chẳng hạn, được chưa? X lượng béo nhá. Thì sau 1 giờ có phải là người ta bảo là tăng lên 10 lần đâu em? Tăng lên 10 lần lượng béo trước đó, tức là 1 giờ thì có 10x, 2 giờ thì là tăng lên 10 lần tiếp nhân với cả 10 này thì bằng 10 bình phương của x. Tương tự như thế, cứ 3 giờ thì lại là 10x, 10 bình phương x này đang là lượng béo trước đó nhé, nhân với cả 10 thì là 10 mũ 3 của x. Đó. Cứ như thế thì người ta bảo là sau 9 giờ thì sẽ sinh sôi cả mặt hồ. 9 giờ thì là em tổng quát nó lên thôi. 1 giờ là 10 mũ 1x này, 2 giờ là 10 mũ 2, 3 giờ là 10 mũ 3 thì 9 giờ của em là 10 mũ 9 của x. Và người ta bảo là kín cả mặt hồ, tức là 10 mũ 9x này này là lượng béo mà nó phủ kín được cả mặt hồ. Thế thì sau mấy giờ thì lượng béo phủ kín 1/3 mặt hồ, tức là 1/3 của mặt hồ thì là bao nhiêu em? 1/3 mặt hồ nhé, thì có phải là cả mặt hồ là 10 mũ 9x thì 1/3 là 10 mũ 9x chia cho 3, đúng chưa? Thì đây sẽ là lượng béo mà phủ kín 1/3 lượng hồ, mặt bầu hồ. Thế có phải là bây giờ mình tổng quát cái công thức lên ấy, thì chị Vân vừa bảo là 1 giờ thì có 10 mũ 1x, 2 giờ thì 10 mũ 2x, thì sau n giờ, sau n giờ, người ta hỏi mấy giờ thì chị Vân giả sử cái đấy là n giờ. Thế thì sẽ có 10 mũ n của x. Bây giờ em tính ra cho chị cái n đó, x với x gạch cho nhau này, thì tương đương với cả 10 mũ n sẽ bằng 10 mũ 9 chia cho 3. Bây giờ em loga hai vế, tương đương với cả n của em bằng loga cơ số 10 của 10 mũ 9 chia cho 3. Thì nó sẽ bằng là loga của một thương, đúng không? Thì thành loga của một hiệu đấy, là 10 mũ 9 trừ đi cho loga của 10 cơ số 10 của 3. Thì cái này nó lại bằng 9 trừ đi loga cơ số 10 của 3. Đó, vậy đáp án của em là B. Xong. Ok, tiếp đến câu 162 nhé. Bây giờ em đọc cho chị Vân cái đề bài này. Đó là một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,4% một tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Thì đây chính là gì? Đã đọc cho chị lại chỗ này này. Là lãi không lấy ra mà nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Thì đây chính là lãi, lãi kép. Sau 6 tháng đúng không? Thì người đó lĩnh được số tiền cả vốn và lãi. Và là bao nhiêu và gần nhất với số tiền nào dưới đây? Nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất thì không đổi. Thế chính là lãi kép rồi. Đọc cái đề thì dài thôi, nhưng mà đấy chính là lãi kép. Và lãi kép thì chỉ cần ghi công thức của lãi kép vào chị Vân nào. Số tiền, đúng không? Cả vốn cả gốc ấy, nó sẽ bằng này. Số tiền gốc ban đầu là A nhân với cả 1 cộng R% tất cả mũ N. Đó, thì đây là lãi kép. Lãi kép của em thì thay số vào thôi. Nào, gốc ban đầu ông mới bảo là ông mới gửi 100 triệu. Vậy thì gốc A là 100 nhân với cả 1 cộng với cả phần trăm là bao nhiêu em? Bao nhiêu lãi là bao nhiêu? 0,4% một tháng. Vậy thì cộng với cả 0,4% gửi 6 tháng. Gửi 6 tháng thì tức là mũ 6 đấy, N này là chu kỳ thôi. Ở đây là 0,4% một tháng này, thì N này của em nó bảo là 6 tháng đúng không? Thì N bằng 6. Đấy. Thế bây giờ tiếp tục, nó sẽ bằng bao nhiêu thì bấm vào chị Vân cái máy tính. Chị Vân xem nào. Nào, bấm cái máy tính nhá. Nó sẽ là 100 nhân với cả 1 cộng 0,4 phần trăm nhá. Em phải bấm cả cái phần trăm rồi nhá. Em có thể bấm phần trăm như chị Vân, hoặc em có thể bấm là chia cho 100 đều ok. Tất cả mũ 6
bấm bằng thì nó ra là 102,42 á. Nói tóm lại đáp án D. Em làm tròn lên thì nó cũng chính là đáp án gì? D. 424 128. Ừ, ok. Đấy kia lẻ quá đúng không? Và đáp án là đáp án gì? Đáp án D. Được chưa? Đúng một công thức rồi. Đọc đề thì rất là dài, nhưng mà tóm lại thì là áp dụng mỗi một công thức là ra. Được chưa? Chuyển sang cho chị Vân câu 663. Lại đọc đề nào. Một người gửi 10 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất là 5% một năm trong thời gian là 10 năm. Biết rằng nếu như không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau định kỳ số tiền lãi này lại được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho thắng nữa. Ừ, giống cái gì nhỉ? Giống cái gì nói chị nghe nào? Giống cái gì? Giống lãi kép. Hỏi rằng người đó nhận được số tiền nhiều hơn hay là ít hơn bao nhiêu nếu ngân hàng trả lãi suất là 5% một tháng. Ok, bây giờ đọc đề thì nó lại là lãi kép rồi, đúng không? Và người ta bắt em là đi tính rằng người này nhận được số tiền là bao nhiêu nếu như lãi suất là 5,12% một tháng. Lúc đầu đúng không? So sánh giữa hai cái đúng không? Ok, và đọc đúng cái keyword thôi. Cái keyword của bài này đó là không rút tiền khỏi ngân hàng, số tiền lãi được nhập vào gốc để tính lãi cho kỳ theo, thì đấy chính là lãi kép. Vậy thì em phải so sánh giữa việc là với việc em gửi 5% một năm và em gửi 5,12% một tháng thì cái nào nó sẽ nhiều hơn, đúng không? Thế thì trường hợp 1, công thức của lãi kép nào vẫn viết ra A nhân với cả 1 cộng R phần trăm tất cả mũ N. A của em, tiền gốc của em vẫn là 10 triệu, được chưa? Gốc vẫn là 10 triệu ấy. Nhân với cả 1 cộng với cả 5%. Đố các em biết là mũ bao nhiêu? Người ta bảo là đây là 5% 1 năm. Và người này gửi trong 10 năm. Thế tức là mũ 10. 10 cái chu kỳ. Và nó sẽ bằng, bấm với chị Vân xem giá bao nhiêu. 10 nhân với cả 1 cộng 5/100. Đóng mở ngoặc vào. Tất cả mũ 10 là 16,28 triệu. 16,28 triệu nhé. Chưa? Với trường hợp số 2 là ông ấy không tính lãi suất theo năm nữa, mà ông này, ông ấy tính lãi suất theo tháng, thì T của em bằng vẫn là công thức lãi kép, bởi vì vẫn gửi theo hình thức là lãi kép. Được chưa? Thì thay vào đây, A của em vẫn là 10 triệu rồi. 1 này, cộng với cả 5,12% nhé. Bây giờ là mũ bao nhiêu nào? Thì phải suy nghĩ cho chị Vân như sau. Bây giờ này, chị hỏi, bây giờ là mũ 10 đúng hay sai? Nếu mà là chị để mũ 10 đúng hay sai? Nếu các em để là mũ 10 thì các em sai luôn. Bởi vì lý do sẽ là ở đây phần trăm lãi suất được tính theo năm, thì cái chu kỳ này của các em này, nó cũng sẽ tính theo năm. Ở đây là 5,12% được tính theo tháng. Thế 10 năm phải là tính theo tháng. 10 năm là bao nhiêu tháng nào? 1 năm có 12 tháng, đúng không? Thế thì 10 năm là 120 tháng. Vậy thì chỗ này của chị Vân nó phải là mũ 120. Thế bây giờ em bấm vào chị Vân xem ra bao nhiêu. 5,12% mũ 120 nó bằng 16,47 triệu. Được chưa? Thế cái sự chênh lệch của em ấy, thì cái bài này nó bị sai đề. Cái bài này sai đề rồi. Ngáo đá à, sao mà chênh nhiều thế? Bây giờ em lấy cái sự chênh lệch thì em lấy hai cái trừ nhau đó. Lấy 16,47 này trừ đi cho 16,28, tức là chênh nhau 0,19. Ở đây, cái này nhé, chị Vân đang để nó ở cái này, không biết em có bị khó hiểu không? Tức là nó đang là 16,47 triệu, đúng không? Bây giờ 0,19 thì là bao nhiêu? Thì nó là 0 triệu đúng không? 0 triệu phải 0,19 đúng không? Thì tức là nó đang là 190.000 triệu ấy nhá. Em thay cho chị Vân đây là số 0 thôi. Thay cái này là số 0 ấy. Có hiểu ý tưởng không? Đó.
cái này thêm một số 0 nữa này. Đấy cũng thế. Thêm 4 số 0. Đây là triệu đúng không? Ở đây đang nó có 47 rồi. Thì em có phải đọc là vứt cái này đi này. Thì có phải là 16 triệu không? Đây, chia này, chia dấu bằng dấu số 0. Cái này cũng thế này. Đấy. Thì cái 0,19 này của em này, nó đang là 190.000. Thì chắc là cái bài này nó bị sai cái, nó bị sai cái đơn vị ấy em. Cái chắc là nó thừa mất cái dấu phẩy. Đây, nó thừa cái dấu chấm ở chỗ này này. Đấy. Thì tóm lại là thôi, bài này coi như là nó sai cái đề nhá. Đúng chưa? Và em tự biết là nó chênh lệch nhau là sấp xỉ gần 190.000 đồng. Đấy, hơn chênh lệch nhau như thế. Ok chưa? Tiếp theo, chuyển nó chị Vân sang câu 664. Một người gửi lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kỳ hạn là 3 tháng. Lãi suất là 2% một quý. Thế thì em cứ nhớ là một năm của em thì có 4 quý. Được chưa? Thế thì một năm 12 tháng. Vậy thì 4 quý. Vậy tương ứng với cả một quý này là 3 tháng. Cứ nhớ chị Vân, từ bây giờ quý chính là 3 tháng. Tức là 3 tháng này, đúng như này luôn này. Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý. Biết rằng nếu không rút tiền thì cứ sau mỗi quý này, số tiền lãi sẽ được nhập vào số tiền vốn ban đầu để tính lãi cho quý tiếp theo. Tức là đọc sang câu này, thấy đây là lãi gì luôn? Lãi kép luôn. Sau đúng 6 tháng thì người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được sau 1 năm khi gửi tiền gần nhất với số tiền nào sau đây? Thì bây giờ chị Vân cứ tính theo lần lượt nhé, số tiền này. Bây giờ ông này ông ấy gửi 1 năm liền. 1 năm của chị Vân, nhưng mà lãi suất tính theo quý. 1 năm thì bao gồm là 4 quý. Thì ông này ông gửi lần đầu tiên là 100 triệu với lãi suất là 2%. Nhưng mà gì đây các em? Để xem nào. Xem là với chu kỳ bao nhiêu nào. Viết công thức rồi đã nhé. Tức là 1 cộng với cả R%, tất cả mũ N nhân với cả số tiền gốc đúng không? Thế thì ban đầu cái tiền của em ấy nó là 100 triệu là gốc này, nhân với cả 1 này, cộng lãi suất là 2% này. Vậy mũ bao nhiêu nào? Sau đúng 6 tháng thì người đó gửi thêm 100 triệu đồng. Tức là ban đầu cái này là 100. À cái này là gì? Cái này là 6 tháng. 1 năm này của chị Vân chia đôi ra là 6 tháng đầu tiên và 6 tháng tiếp theo. Vậy thì cái này là mũ 2. Mũ 2 tại sao? Bởi vì 6 tháng của em là bao gồm 2 quý. Ở đây phần trăm đang được tính theo quý. Được chưa? Ok không? Xong rồi người ta bảo tiếp này, là người đó gửi thêm 100 triệu đồng vào. Đúng không? Tức là bây giờ nhá, ban đầu sau 6 tháng thì đang có từng này tiền này. Gửi thêm 100 triệu đồng tức là cộng với 100. Đó. Ôi chết. Cộng với 100. Sau đó này, ông ấy gửi tiếp mà. Đúng không? Thì cái tiền ấy để gửi 6 tháng tiếp theo ấy, thì đây của em đang là gốc. Đấy, đây của em đang là gốc này. Và được coi là một cái A mới đúng không? Cả cái này đang được coi là gốc A này, nhân với cả 1 cộng với cả 2%. Lãi suất vẫn thế mà, nó bảo thế. Mũ mấy? Mũ 2. Đây là kết quả luôn. Nghe cho chị Vân như sau. Thì đấy nhá, các em cứ làm lần lượt thôi. Cái bài này nó theo trình tự ấy. Cái chỗ này của chị Vân này là giai đoạn 1. Ông ấy gửi 6 tháng. 1 năm của ông ấy chia làm 2 giai đoạn nhé, là 6 tháng đầu tiên và 6 tháng tiếp theo. Thế thì 100 nhân với cả 1 cộng 2% tất cả mũ 2 chính là giai đoạn đầu tiên. Đây là 6 tháng đầu tiên này. Sau 6 tháng đấy ông cộng thêm 100 triệu vào thì đây là gốc. Tức là sau 6 tháng thì đang có từng này tiền. Được chưa? Và cả cái phần kẻ của chị Vân là sau 1 năm. Đây là gốc sau 6 tháng nhân với cả cái này. Thì nó ra là lại kép sau 1 năm ấy này. Đấy, tổng số tiền gửi sau 1 năm nhận được với hình thức là lãi kép. Em bấm cái này ra thì nó sẽ ra được là, nó sẽ ra được là đáp án là B đấy. Đây.
Vậy chị Vân bấm thử nhé. 100 nhân với cả này, 1 cộng 2%. Đóng ngoặc vào mũ 2. Xong em lấy tất cả cái này, em bấm bằng, rồi em cộng 100 vào, em bấm bằng lần nữa này. Đấy, xem nhân với cả 1 cộng 2%. Đóng ngoặc vào tất cả mũ 2 thì nó sẽ ra là gần 2,212,283. Thì nó hỏi là gần nhất với kết quả nào ấy, thì nó là đáp án B, gần nhất với 212 triệu. Đó. Sau đó là các em chuyển cho chị Vân sang câu 665. Ồ, một người dự định sẽ mua xe Honda SH với giá là, ôi đắt thế, 80.990.000. Người đó gửi vào tiết kiệm ngân hàng với số tiền là 60 triệu đồng với lãi suất là 0,8% một tháng. Biết rằng nếu không rút, em đọc kỹ này, không rút ra khỏi ngân hàng thì sau cứ mỗi tháng này số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Tức là lãi là gì? Lãi là lãi kép. Do sức ép thị trường nên là mỗi tháng các loại xe Honda giảm đi 500.000 đồng. Vậy sau bao lâu thì người đó đủ tiền mua xe máy? Thì bây giờ vẫn là lãi kép không? Vậy thì mình cứ viết cái công thức ra trước nhé. Là A nhân với cả 1 cộng R phần trăm tất cả mũ N thì bằng số tiền em có thể nhận được. Thay số vào nào. Số tiền em cần ý, đó chính là 80.990.000. Nhưng mà em để ý nhé, là cái số tiền này nó không hề cố định là 80.990.000, mà là cứ sau N tháng ý, thì nó lại giảm 500 đồng. Ví dụ sau 1 tháng thì nó giảm 500.000 này, 2 tháng giảm 1 triệu, 3 tháng giảm 1,5 triệu. Tức là bao nhiêu tháng thì cứ lấy 500 đấy, 500.000 nhé, nhân với cả N tháng. Đó, 1 tháng thì là 500.000 nhân 1, 2 tháng là 500.000 nhân 2, thì có phải là số tiền mua xe SH ấy, nó sẽ là cái tiền gốc, trừ đi cứ mỗi tháng nó giảm được. Đấy, tiền gốc ban đầu ông này gửi là 60 triệu. Thật ra các em không cần phải viết nhiều số 0 như này đâu. Tí nữa thì bọn mình tính ít ít thôi. Cộng với cả lãi suất là 0,8% một tháng. Thế hỏi bao lâu đúng không? Bao lâu chính là cái N này đây này. Bây giờ mình bấm máy tính thôi. Nào, bây giờ mình sẽ bấm máy tính cái này nhé. Để chị bấm thử xem là nó có ra không. Các em bấm shift zone thử xem nó có ra không. 80.990.000. Không, bấm hết tí nữa đỡ phải làm tròn. Trừ đi cho 500.000. Đấy, nhân với cả N là nhân với cả X. Đấy là, đấy nhá, trừ đi cho này, trừ đi cho cái vế bên này là 60 triệu. À, 60 triệu của chị Vân thiếu 3 số 0. Đấy, 123 này, 123 này. Ok, nhân với cả 1 cộng với cả 0,8% tất cả mũ alpha x. Bây giờ mình thử bấm shift zone xem nó có ra không. Không thì chị Vân sẽ dạy các em bấm cách khác. Em bằng 0, đúng không? Vế trái, à vế phải ấy, trừ cho vế trái bằng 0. Bên bấm shift zone này nào, bằng fail. Không biết là cái máy tính online này nó có đúng không nhỉ? Không biết là bấm bình thường thì nó có ra không nhỉ các em nhỉ? Bấm cái này thì nó không ra. Thế thì chị dạy các em một cái cách khác để có thể bấm. Đó là các em không bấm bằng 0 nữa. Các em bấm can. Ở trong đáp án ấy nó đã có rồi. Đây này. Nó bảo là có N của em có thể là 20, 21, 22, 23. Em thử thôi. Đáp án chị đang để là 21 thì chị bấm luôn thử là 21 xem bao nhiêu, xem có đúng không nhá. Thì nó là cái gì đây? âm 43.000 ấy. Hay là âm 438.000. Ừ. Tức là nếu mà là 21 tháng thì em sẽ có đủ tiền mua xe SH và dư ra 483.000. Thế là mình thử bấm xuống cho 20 đi. Thì lại chưa đủ tiền, em có thấy không? Nó đang vẫn chưa đủ, còn 624.157.000 nữa cơ thì mới đủ tiền mua xe SH. Tức 20 tháng là không đủ rồi. Can thử tiếp cho 22. Thì lại thừa nhiều quá.
thừa tận bao nhiêu đây? Hơn 1 triệu. Đấy. Thì em chỉ cần 21 tháng là đủ rồi. Có hiểu ý không? 21 tháng là đủ rồi. Vậy thì có thể bấm theo cái căn đấy cũng được. Sau đó chuyển nó chị Vân sang câu 666. Một người muốn gửi tiền vào ngân hàng để đến ngày này rút được khoản tiền là từng này. Lãi suất ngân hàng là 0,55% một tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi lại nhập vào số tiền gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi đến ngày này thì người đó phải gửi. Hỏi vào cái ngày này này thì người này phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu để có thể đến cái ngày 15 tháng 3 năm 2020 ấy, thì nhận được 50 triệu đồng. Đấy, thì em có để ý là bây giờ nó đang hỏi em số tiền gốc không? Tức là A đấy, nhân với cả này, đây là lãi kép mà, nên áp dụng công thức của lãi kép thôi. Lãi suất là 0,55%, mũ bao nhiêu nào các em? Theo các em này, từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 3 năm 2020 này, thì bao nhiêu tháng? Bởi vì lãi suất đang tính theo tháng. Thế để ý nhé, tính như sau: 15 tháng 4 năm 2018 đến 15 tháng 4 năm 2019 thì là 1 năm, tức là 12 tháng. Đến năm 2020, tức là nhé, 15 tháng 4 năm 2018 đến năm 2020 là 2 năm đúng không? Đúng không? 2 năm là 24 tháng. Nhưng đây nó chỉ bảo là tính đến 15 tháng 3 thôi, thì là 23 tháng. Mũ 23 bằng à? Thế rồi chị Vân ốm à? Thì là bằng số tiền có thể rút ra, tức là tổng số tiền nhận được em, 50 triệu. Em bằng 50 triệu. Và người ta yêu cầu các em là phải tính cái thời gian mình để 50 thôi. 50 triệu nhé. Và người ta yêu cầu các em là tính cho chị con A. Nên là mình bấm tính. Lấy 50 chia cho này 1. Đóng ngoặc trước đi. 1 cộng với cả 0,55 phần 100. Một trăm đóng ngoặc vào mũ 23 thì bằng 44,07, tức là bốn đang ở giai đoạn là triệu đúng không, thì là 44,07 triệu ấy. Đáp án là gì? D luôn, được chưa? Tiếp theo câu 667. Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với 200 triệu đồng theo thể thức là lãi kép. Lãi kép, người ta nói luôn là lãi kép. Ban đầu người đó gửi với kỳ hạn 3 tháng. Sau 2 năm thì thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn 1 tháng với lãi suất từng này. Tổng số tiền lãi và gốc nhận được sau 5 năm. Ok. Thế áp dụng công thức nào? Tổng số tiền em sẽ nhận được nó sẽ bằng này. Ban đầu là 200.000 là tiền, 200 triệu là tiền gốc. Đúng chưa? Theo thể thức lãi kép gửi với kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 2% trên một kỳ hạn, tức là 3 tháng đấy, 2% 3 tháng. Sau 2 năm, tức là theo em này, 1 năm thì có 12 tháng. Vậy thì 2 năm là bao nhiêu kỳ hạn? Mỗi 1 năm là 4 kỳ hạn, vậy 2 năm là 8 kỳ hạn, đúng không? Một năm 12 tháng mà, 12 tháng thì có phải là 4 lần của cái 3 tháng không? Thì là 4 kỳ hạn. Tức là 1 cộng 2% tất cả mũ 8, bởi vì là nó bảo là sau 2 năm, tức là gửi được 2 năm rồi thì mới chuyển theo cái thể thức là 0,6% một tháng. Thì nhá, em hiểu là bây giờ đây là số tiền đang có sau 2 năm này. Thì có phải là phải coi đây là gốc không em? Phải coi đây là gốc, đúng không? Phải coi đây là gốc để tính lãi cho các tháng tiếp theo mà. Thì coi đây là A mới này. Coi đây là cái A mới nhân với cả 1 cộng R phần trăm ấy. Đâu ấy? Thì là nhân với cả 1 cộng này. Lãi suất là 0,6 rồi, chuyển đổi rồi. Phần trăm, nhưng mà bây giờ tính theo tháng. Và gửi tận 5 năm cơ. Tức là bây giờ gửi 2 năm rồi thì còn 3 năm nữa. 3 năm là bao nhiêu tháng nào? 3 năm là 12 x 3 là 36 tháng. Bấm cái này ra là ra 200. Đóng ngoặc luôn đi. 200 nhân với cả 1 cộng 2%
mũ 8 nhân với cả 1 cộng 0,6%. Đóng ngoặc vào mũ 36 thì số tiền đó là 290,642. Làm đến đơn vị nghìn đồng đúng không? Đấy, 642 thì đáp án là gì? B nhá các em nhé. Theo là câu số 668. Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất là 6% một năm. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm này, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho năm tiếp theo. Tức là lãi kép rồi. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm? Ít nhất bao nhiêu năm? Thì người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng. Nhiều hơn 100 triệu đồng. Bao gồm cả gốc và cả lãi. Bao nhiêu năm thì người đó nhận được số tiền. Ok, bây giờ đọc đề hơi lú, tóm lại là lãi kép. Bây giờ chị Vân sẽ cùng các em viết công thức nhé. Số tiền này nó sẽ bằng là A nhân với cả 1 cộng R phần trăm tất cả mũ N. Ban đầu người này gửi 50 triệu đồng với lãi suất là 6% một năm. Sau ít nhất bao nhiêu năm này thì người đó nhận được là hơn 100 triệu đồng, bao gồm cả gốc và cả lãi. Thế thì khi mà mình bỏ cái câu ấy đi thì đỡ lú hơn rồi đấy. Thì tóm lại 50 triệu đồng của em chính là gốc. Lãi suất là 6% một năm. Mà người ta hỏi là sau ít nhất bao lâu không? Tức là người ta hỏi cái N ấy. Thì ông này nhận được là 100 triệu. Tức là mình tính cho chị bao giờ nào. 100, tóm lại chỗ này là 1 cộng 6% tất cả mũ N bằng 2. Vậy N bằng loga cơ số 1 cộng 6% đấy. 1 cộng với cả 6% của 2. Nào bấm thử này. 1 cộng 6% của 2 sẽ bằng 11,89. Tức là N của em là 11,89 năm, là sấp xỉ 12 năm. Đáp án là gì? B. Đó. Sau ít nhất bao lâu mà, đúng không? Sau ít nhất 12 năm. Tiếp theo nhé. Chuyển tiếp cho chị Vân sang câu 669. Câu 669. Ông An gửi 320 triệu đồng vào ngân hàng ACB và Vietinbank, nhiều tiền hé, theo phương thức lãi kép. Số tiền gửi thứ nhất gửi vào ngân hàng này với lãi suất 2,1% trên một quý trong thời gian là 15 tháng. Ok, vậy chị Vân gọi luôn. Đây này, đọc cái câu hỏi nhất là số tiền ông An gửi vào hai ngân hàng là bao nhiêu. Vậy thì chị Vân gọi cái số tiền ông An gửi vào ngân hàng ACB là X. Nhân với cả này, 1 vì là lãi kép nên là áp dụng công thức luôn đi. Phần trăm của em là 2,1%. Mũ bao nhiêu? Ở đây là quý, tức là 3 tháng. Ở đây là 15 tháng, tức là 5 quý. Tức là mũ 5. Hết rồi, đấy là ông ấy gửi xong ACB rồi. Bây giờ ông ấy gửi tiếp Văn Việt lên mình này. Thì có phải là cộng không em? Cộng vào. Thế số tiền, tổng hai số tiền nhé. Tổng hai số tiền là 320 triệu. Đúng chưa? Tổng hai cái tiền là 320 triệu. Gốc ấy thì có phải là số tiền gốc ông ấy gửi ở Vietinbank là 320 triệu trừ đi cho x không? Nhân với cả này, 1 cộng lãi suất là 0,73% một tháng. Thì nó sẽ là 0,73% tất cả mũ bao nhiêu đây? Tháng đúng không? Tháng đúng không nhỉ các em nhỉ? Tháng mà gửi là 9 tháng thì là mũ 9. Để ý một tí nhé, bài này nó hơi lừa một tí. Là đây là lãi suất tính theo quý, thì cái N này phải tính theo quý. Cái này là 0,73%, nhưng mà tính theo tháng thì cái N cũng phải tính theo tháng. Bài nó hơi lừa một tí. Thế xong rồi người ta bảo là biết rằng tổng số tiền lãi ông An nhận được ở cả hai ngân hàng là từng này tiền. Thế thì bạn nào mà ghi cái này bằng 2667 07, ôi cái số 2595. Tức là bạn nào mà ghi cái phương trình này xong giải thì sẽ không ra đáp án đâu. Cái này bằng là 266 triệu 707
gì đây? 2 gì đây? 26 triệu em ạ. 26 triệu nhìn chị Vân phân số này. 26 triệu 670.000 725 đồng. Thì nếu như để như này này thì các em sẽ lú luôn đấy. Sai luôn. Bởi vì đọc kỹ này, đó là tổng số tiền lãi. Các em chỉ cần đọc lướt không thấy chữ lãi này phát là mời cụ ra đi. Có hiểu ý không? Ở đây vì là cái này nó đang để ở cái triệu nhá. Nên ở đây chị Vân sửa thành, chị Vân cũng để thành triệu cho cái 32 này, 320 này nhá. Nào sửa cho nó đồng nhất, không là lại sai. Kia đang để là triệu thì ở đây chị Vân cũng phải viết thế. 320 triệu. Đó. Nhưng mà nó bảo là lãi thôi. Lãi thì có phải là bằng là cái lãi này của em này thì có phải là bằng tổng số tiền này, đúng không? Trừ đi cho thằng gốc không? Tức là trừ đi cho 320 ở đây không? 320 triệu ấy. Cái này hết dòng nên chị Vân viết xuống dưới được không? Chỗ này phải nghe nhé. Hoặc là không, chị Vân sẽ dùng công nghệ va dịch chuyển thằng này sang bên kia. Cái này nó sẽ bằng cái này trừ đi cho 320 triệu. Chưa? Thì nó mới ra số tiền lãi. Tức là đây là tổng số tiền mà em nhận được này. Ở đây đang là mũ 5 nhé. Trừ đi cho số tiền gốc thì nó sẽ ra số tiền lãi. Bây giờ em bấm máy tính cái này ra là ra. Giải nhá. Nào. Bấm máy tính nốt là ra đấy. Để chị Vân xem nào. Bây giờ mình bấm những cái bé bé này trước. 1 cộng 2,1 phần 100 tất cả mũ 5. Chị Vân gán thằng này cho A nhé. Chưa? Thằng bé bé này nó đang là A. Cái đang là A. Gán tiếp cho một thằng B nhé. Cái bên này là gì? 1 cộng 0,73 phần 100 đóng ngoặc vào mũ 9. Đấy, bây giờ gán tiếp cho thằng B. Thế này đang là B. Ok, bây giờ em có thể bấm bằng máy tính xem nó có ra không. Chị Vân không biết là cái này nó có khác gì cái máy tính bình thường không. Nhân với cả chị bấm thử nhé. Nhưng mà chị cứ muốn thử, chị vẫn muốn thử. Nhân với cả alpha này cộng với cả này 320 triệu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, bấm cẩn thận thiếu một số 0 nhá. Alpha x đóng hoặc vào nhân với cả alpha b. Đấy. Trừ đi cho. Đâu rồi, máy tính đang bấm của người ta. 320 triệu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, như kiểu chơi chơi 1, 2, 3 nhỉ. Trừ đi cho. Bấm trừ nhé. 26 6 7 0 7 25 phẩy 95. Ok. Bấm bằng 0. Bấm zip zone. Chị Vân xem. Ôi sao nó cứ fail thế, cái máy tính thì bị ngu à. Đợi chị nhé. Chị lấy thử cái máy tính kia, chị bấm cho nó ra. Cái câu này nhá, chị vừa bấm, chị vừa lấy cái máy tính ra, chị bấm thử rồi. Nếu mà bấm máy tính ra thì nó sẽ ra là, nó ra, cái máy tính trên cái iPad này nó bị ngu em ạ. Ngu, ơi là ngu. Đó, chị vừa lấy 580, chị bấm rồi. Thì x của em sẽ ra là 119, phải bao nhiêu ấy, tóm lại rất nhiều. Thì có phải em ra x luôn là 120 triệu đồng không? Đấy, tức là nó sẽ ra nhé. Cái này em không cần phải ngồi giải tay đâu. Giải tay thì cũng ra thôi nhưng mà lâu lắm. Thì bấm x ra xong rồi, ship xôn nhé. Bấm nguyên cái này vào máy tính xong ship zone là nó ra. Máy tính thông minh lắm. Đây, bấm máy vào xong ship zone ra luôn đấy. Thì có phải 320 triệu trừ đi 120 triệu thì ra 200 triệu. Đấy. Và vừa nãy thì sẵn tranh thủ ấy, chị cũng bấm luôn. Chị cũng bấm cái câu mà vừa nãy mà chị em mình bấm trên cái máy tính ở iPad hôm ra ấy. Thì cái câu này này, câu 65 này này. Bấm nó cũng ra luôn. Bấm nó ra là N của em bằng 20,58. Tức là 21. Đó. Thế thôi, hết bài thôi. Tiếp chuyển cho chị Vân sang câu tiếp theo. Đó là câu 670. Đầu năm 2016 thì ông An thành lập một công ty. Tổng số tiền mà ông An dùng để trả lương cho nhân viên là 1 tỷ đồng. Wow, xịn vậy.
biết rằng cứ sau mỗi năm thì số tiền dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm đó thì tăng lên 15% so với năm trước. Nào, thì cái này có giống như lãi kép không? Có phải lãi, cái này giống như kiểu là lãi suất ấy, cứ tăng lên 15% và so với năm trước thì có phải là, các em nghe này, năm nay tăng lên 15% nhưng năm sau ấy, lại là tính cái tiền, nghĩa là nhá, cái tiền lãi của em ấy nó đã cộng gộp vào năm trước rồi. Ví dụ năm thứ nhất là 1 tỷ, nhưng mà nghĩa là sau một năm đấy thì tăng lên 15% đúng không, là nghĩa là cộng với một cái phần tăng lên là lãi 15% ở đây. Sau này người ta lấy cả cái 1 tỷ này cộng với lãi để nhân với cả lãi suất ấy, để nhân với lãi suất để ra được cái tiền lãi, cái tiền cả gốc cả lãi cho năm tiếp theo. Tức là cái tiền lãi này này, cái phần tăng thêm này này, cái lãi suất này này, nó được tính theo cái tiền gốc của năm trước. Tức là lãi cứ cộng gộp vào để tính lãi cho năm tiếp theo. Có hiểu ý đó không? Tức là đây là lãi kép. Đó. Thế là bây giờ mình sẽ tính theo công thức của lãi kép thôi. Thế em sẽ có là gì? Hỏi năm nào dưới đây đúng không? Là năm đầu tiên tổng số tiền ông An dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm lớn hơn 2 tỷ đồng. Tức là số tiền gốc ban đầu của em đang là 1 tỷ đồng. Ô, chết rồi. Nhân với cả này, 1 cộng với cả R phần trăm là 15%. Tất cả mũ N thì để nguyên, bởi vì nó hỏi là bao lâu ấy. Bao lâu ấy thì là N ấy. Thì được là 2 tỷ đồng, hay nói cách khác là lớn hơn 2 tỷ đồng. Đấy, em giải này ra. Tức là 1 cộng 15% tất cả mũ N, nó sẽ phải lớn hơn 2 chia 1 là 2. Và bây giờ chị Vân bấm máy tính cái thằng Loga. Thôi chị sẽ bấm máy tính ở ngoài luôn nhé. Các em cũng bấm cùng với chị nhé. Nào bấm với chị Loga cơ số 1 cộng 15% của 2 thì nó sẽ ra là N của em sẽ phải lớn hơn 4,95. Tức là N của em sẽ bằng 5. Tức là 5 năm. Sau 5 năm thì cái này nó đạt yêu cầu đúng không? Vậy năm nay là năm 2016 cộng với cả 5 năm thì là năm 2021. Ok, mình sẽ chuyển sang bài 761 nhá. Mỗi người mỗi đầu tháng này, một người mỗi đầu tháng đều gửi đều đặn vào ngân hàng một khoản tiền là M theo hình thức là lãi kép 0,6% một tháng. Người ta bảo là đến cuối tháng thứ 15 thì có 10 triệu đồng. Hỏi số tiền M gần với số tiền nào trong các số tiền sau. Thì em đọc cái bài này em phải phát hiện ra nó là chính là cái dạng 4 mà lúc đầu giờ chị Vân có tổng kết. Đó là mỗi tháng thì người ta đều gửi vào ngân hàng một khoản tiền. Đấy. Cái lãi suất thì được tính theo lãi kép. Đấy, thì đúng luôn, lãi kép luôn. Thế thì cái số tiền sau N kỳ hạn mà người ta sẽ nhận được ấy được tính bằng công thức là M nhân với cả 1 cộng R phần trăm nhân với cả 1 cộng R phần trăm trừ đi cho 1 chia cho R phần trăm. Đây là công thức để mình tính. Cái này nó là dạng tiền gửi hàng tháng. Đó. Thế thì bây giờ cái này có mũ N nữa nhé. Thêm mũ N nữa cho chị Vân. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng công thức vào như sau. Cái M này của em chính là số tiền gửi vào hàng tháng, R là lãi suất, còn N là cái thời gian mà mình gửi đấy. Thì cái M của mình người ta chưa biết thì mình cứ để là M thôi. Lãi suất là 0,6% nhân với cả này 1 cộng 0,6%. Mũ bao nhiêu nào? Người ta bảo là tháng thứ 15, thế thì là mũ 15 trừ đi cho 1 chia cho 0,6%. Và mình sẽ được số tiền là 10 triệu đồng. Chị Vân viết hẳn 10 triệu đồng ra nhé. Đúng chưa? Thế mình lấy máy tính mình bấm. Cái em cần tính nó là cái này. Thì em lấy cả cái cục to đùng này em chia cho cả cái bên này chị Vân. Thì nó sẽ là 10 triệu này chia cho 1 cộng 0,6% Nhân với cả bên này là gì nào? Phân số này 1 cộng, à có ngoặc nhé, 1 cộng 0,6% đóng ngoặc vào, mũ 15 trừ 1 chia cho 0,6%. Và mình sẽ được, đấy em thấy không, 635.301 đồng.
thì nó bảo là gần nhất với số tiền nào thì gần nhất với số tiền. Câu C, đó là đáp án. Tiếp theo câu 672. Một người muốn có 2 tỷ tiền tiết kiệm sau 6 năm gửi ngân hàng bằng cách là mỗi năm thì người đó gửi vào ngân hàng một số tiền bằng nhau. Đấy, lại giống cái dạng của câu vừa nãy đấy. Đó là mỗi năm thì đều gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất là 8% một năm, và lãi thì được nhập vào vốn, chính là lãi kép. Thấy chưa? Hỏi số tiền mà người đó phải gửi trong ngân hàng là hàng năm là bao nhiêu? À, nó lại hỏi cái M em ạ. Nó lại hỏi em cái M. Vậy thì lại viết lại công thức này. T của em sẽ bằng M nhân với cả 1 cộng R phần trăm nhân với cả 1 cộng R phần trăm mũ N trừ 1 chia cho R phần trăm. Ôi, các em cấp 2 kiểu siêu ồn ào luôn em ạ. Cố gắng nhá. Nào, cái M của em người ta đang hỏi đấy. Số tiền mà người đó phải gửi vào ngân hàng hàng năm đây này, chính là cái M này. Đấy. Phần trăm của em là 8% nhân với cả 1 cộng 8% trừ đi cho 1 chia cho 8% thì bằng này 2 tỷ. Cái này là mũ N. Ở đây của em là phần trăm được tính theo năm, thế nên ở đây là 6 năm thì là mũ 6. Ở đây có mũ 6 nhé. Chị Văn viết cái mũ 6 bằng xanh lá cây cho dễ nhìn nhé. Bằng 2 tỷ. Nào, viết 2 tỷ vào đây. 1, 2, 3, 4, 3 số 0 này, 6 số 0 này, 1, 2, 3, đây là 2 tỷ. Ok, bây giờ mình bấm máy tính. Bấm cho chị 2 tỷ đây nè. 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3 này, 1, 2, 3 này, 1, 2, 3. Ok, chia cho 1 cộng 8%, đóng ngoặc vào, nhân với cả 1 cộng 8% mũ 6 trừ đi cho 1. Em đóng ngoặc cái đấy lại. Em chia cho 8%. Thế nó ra bao nhiêu? Nó ra 252 này, đếm số 0 này thì có phải đúng đáp án B rồi không? Đúng nhỉ? 252.435.900 đồng thì mình làm tròn lên là 252.500.000 đồng. Đáp án là B. Xong, bây giờ mình chuyển tiếp sang câu 673. Người ta bảo là đúng ngày 1 mỗi tháng thì anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất là 0,7% một tháng. Lại là cái dạng mà gì? Gửi vào ngân hàng hàng tháng, đúng không? Một số tiền nào đấy. Biết rằng là không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng tiền lãi sẽ nhập vào tiền gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo. Thế là lãi kép. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng? Đấy, tức là em hỏi cái N đấy. Thì anh A có số tiền gốc và lãi nhiều hơn 100 triệu đồng. Lại áp dụng đúng cái công thức của câu 671 và 672. Em có T bằng M nhé. Chị cứ gọi M cho quen thuộc nhé. 1 cộng R phần trăm nhân với cả 1 cộng R phần trăm tất cả mũ N trừ 1 chia cho R phần trăm. Cái này làm sao đây? Phải nhiều hơn 100 triệu đồng, tức là phải lớn hơn 100 triệu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, hôm nay mình chơi trò 1, 2, 3 hơi nhiều, rất nhiều số 0. Thế bây giờ em bấm máy tính thôi. Em có hết rồi. Cái M này của em là 3 triệu ấy. 1, 2, 3 này, 1, 2, 3 này. Được chưa? Lãi suất của em là 0,7% một tháng. 1 cộng 0,7% trừ đi cho 1 chia cho 0,7%. Nhớ là đừng quên cái N. Người ta bảo làm sau bao nhiêu năm này? À đấy, người ta hỏi em đúng cái N luôn. Lớn hơn 100 triệu. Nào, nhìn vào đây các em. Bây giờ mình sẽ bấm máy tính thử cái này xem là N bao nhiêu. Bây giờ em lấy cái 100 triệu này thôi. 100 triệu. 100 triệu, ok. 1, 2, 3 số 0. 1, 2, 3. Xem nào, đếm số 0 mù mắt luôn. 1, 2, 3 này. 1, 2, 3. 2 số 0 nữa. 1, 2, 3, 1. Ok, đúng rồi. Em lấy 100 triệu đấy chia cho cái phần bên này này. Ô, nhỡ xóa mất rồi. Chia cho cái phần bên này. Đây. Chia cho này 3 triệu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mày toàn chơi 1, 2, 3. Nhân với cả 1 cộng 0,7%. Đóng vào vào. Thì có phải là cái chỗ đấy của em đang làm cả cái cục nhá.
nó bằng cái số em đang bấm không, 33, bao nhiêu ấy, em lấy cái số đấy em nhân với cả 0,7%, nhân phải nhân ở trên nhé, nhân 0,7 này phần trăm này đấy, sau em cộng thêm cái con 1 cộng 1 bằng ra cái số này. Xong bây giờ mình bấm loga của thằng đấy, bấm loga của thằng đấy là loga cơ số 1 cộng 0,7% của answer thì nó ra là 29,87, thì tức là sấp xỉ 30 tháng. Bởi vì nếu mà mình khoanh vào đáp án là 29 tháng ấy thì nó chưa có được, nó chưa có đủ, em hiểu ý không? Ông ấy ông chưa đủ 100 triệu. Câu 674 nha. Nào, ông Việt vay ngân hàng 100 triệu đồng lãi suất 1% một tháng. Sao lại có cái xanh xanh gì ở đây này? Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo hai cách. Là sau đúng một tháng kể từ ngày này, à ngày vay thì ông bắt đầu hoàn nợ. Hai lần hoàn nợ liên tiếp nhau thì cách nhau đúng một tháng. Là chu kỳ một tháng đi em, chu kỳ cứ đầu tháng là ông ấy hoàn nợ. Xong rồi là số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả nợ sau 3 tháng. Thì cái bài này em đọc đề em sẽ phải thấy là nó đang ở cái dạng là trả góp. Ông ấy đang trả góp lại cho ngân hàng ấy. Ông ấy vay nhưng mà ông ấy trả bằng cách là trả góp. Thì cái công thức của trả góp ấy nó sẽ là T, cái công thức của dạng cuối cùng, dạng số 5. T của em sẽ bằng là 1 cộng với cả R phần trăm tất cả mũ N nhân với cả M lớn. Em đem cái đấy em trừ đi cho M nhỏ nhân với cả này 1 cộng R phần trăm tất cả mũ N, trừ đi cho 1 rồi em chia cho R phần trăm. Thì trong cái công thức này nó có cái mới như sau, đó là cái T này của em, cái T này sẽ là số tiền còn nợ, số tiền còn nợ sau N chu kỳ. Cái M này, cái M này là số tiền mà vay. Cái M nhỏ này là số tiền trả hàng tháng. Đó. Thế mình sẽ áp dụng cái công thức này như sau. Số tiền vay là 100 triệu đồng, vậy cái M này của em là 100 triệu đồng. Ok. Nhân với cả này 1 cộng với cả R phần trăm là 1%. 1% thôi. Tất cả mũ N. À, N là 3 tháng đúng không? Nó bảo là 3 tháng. Thế chị Vân thay luôn là 3 tháng nhé. 3 tháng này, trừ đi cho này. M là bao nhiêu khoai biết, khoai biết. Bây giờ mình phải đi tìm xem là mỗi tháng ông này trả cho ngân hàng bao nhiêu tiền. Nhân với cả này, 1 cộng với cả phần trăm của em là bao nhiêu đây? 1%. Tất cả mũ 3 trừ đi cho 1 chia cho 1%. Vậy em tính cho chị cái M ấy ra thôi. Cái này thì sẽ bằng là T. Vì ông này trả hết nợ ấy, nên là cái T của em là số tiền, số tiền còn nợ đúng không? Thì bây giờ hết nợ rồi thì cái số tiền còn nợ là 0. Vậy thì chị Vân thay vì chị Vân viết đấy là 0 ấy, chị Vân xóa 0 ấy đi, chị Vân viết đây là dấu bằng. Và nhân chéo lên thì cái M của em nó bằng này, thằng này nhân với thằng này, rồi đem chia cho cái thằng ở trên này. Được chưa? Thì cái M của em nó sẽ bằng là 100 nhân với cả 1%. Nhân với cả 1% thì chị Vân đổi luôn, nó là 1/100. 1/100 nhân với cả 1 cộng với cả 1% tất cả mũ 3 chia cho cái ngoặc vuông kia, ngoặc này ngoặc vuông này là 1 cộng với cả 1% tất cả mũ 3 trừ đi cho 1. Ok, cái này của em hết rồi nhá. Trên tử của em 1 cộng 1%, 1% là 0,01. Vậy thì là 1,01 tất cả mũ 3 chia cho 1,01 tất cả mũ 3 trừ đi cho 1. Thế đáp án nào? Thế đáp án của em chính là đáp án B. Chuyển sang chị Vân câu cuối cùng nhé. Một người vay ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất là 1,2% một tháng. Sau đúng 1 tháng kể từ ngày vay thì người đó bắt đầu hoàn nợ, lại là trả góp, hai lần hoàn nợ. Số tiền hoàn nợ mỗi lần là như nhau và bằng 10 triệu đồng. Đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì người đó trả hết nợ. Ok, lại áp dụng cái công thức ở trên. Nào, viết lại cho nhớ nào các em. T của các em là số tiền còn nợ thì sẽ bằng là M lớn là số tiền nợ, số tiền vay ấy, nhân với cả 1 cộng R phần trăm tất cả mũ N, trừ đi cho M nhỏ chia cho R phần trăm nhân với cả 1 cộng R phần trăm. Các em cứ viết nhiều là quen. Mũ N trừ 1. Đó, đóng ngoặc cái này lại chị Vân.
Chỗ này có một cái chỗ rất hay nhầm, đó là kem quên ngoặc vuông này. Đấy, tức là kem phải lấy cái 1 cộng r phần trăm tất cả mỗi n trừ 1 á. Rồi em mới nhân với cái này, nhớ chưa? Thay số nhá. Ông này nợ 500 triệu đồng thì m to là số tiền nợ ấy, số tiền vay ấy là 500 triệu đồng. 1 cộng với cả 1,2% n là bao nhiêu? Không biết đúng không? Cái n là bao nhiêu tháng ấy thì là n đây. Ok. Trừ đi cho m là 10 triệu. Chia cho 1,2% với cả này. 1 cộng với cả 1,2%. Cái này chắc chị Vân lại phải đi lấy máy tính để chị bấm thôi, chứ còn cái máy tính này nó bấm lại bảo fail ngáo đá như những câu trên ấy các em. Ảo giác lắm. Hoặc là câu này xem nào. Cái này chắc không cần bấm. Ừ. Nào, bây giờ bấm bảo. Bởi vì đáng lẽ là chị Vân phải viết cái này là bằng 0 à, được chưa? Bởi vì ông này trả hết nợ rồi. Nhưng mà vì cái này bằng 0 ấy nên chị Vân chuyển về đổi dấu đây thành dấu bằng luôn nhá. Bây em cần tìm n. Bây em bấm máy tính. Bấm máy tính cho chị Vân xem nào. Cái thực ra tính thay thì cũng được thôi. Nhưng mà thôi bấm máy tính cho nhanh nhá. Để chị ra chị lấy cái máy tính. Cái này bấm máy tính nhá, nhập nguyên cái hàm này vào máy tính cho chị Vân, bấm shift zone thì chị Vân bấm rồi, nó sẽ ra n bằng 76,81. Thì nó xấp xỉ là 77 tháng. Đáp án là B. Ừ. Xong rồi, bây giờ chị Vân đã chữa xong cho các em bài tập về nhà của ngày hôm nay. Dạo này chị thấy các em xem viết chữ bài tập về nhà ít hơn. Không biết là có lý do gì không, nhưng mà chị Vân buồn lắm. Thật sự là rất là buồn ý. Không biết là các em học hành dạo này thế nào, bởi vì những bài rất là dễ các em nên ôn đi học kỳ cũng không biết làm. Hay là nếu như mà các em không cần xem viết chữ bài tập về nhà nữa thì để chị Vân không quay nữa nhá. Nghĩa là cố gắng chăm chỉ lên xem đi. Có gì thì bảo với chị. Ôn thi học kỳ các thứ cũng nói với chị. Nếu mà cảm thấy yếu phần nào cũng nói với chị. Được chưa? Cố gắng lên. Chị biết là tất cả những bạn nào mà không xem thì sẽ không nghe được đoạn này đâu. Nhưng mà những bạn nào xem rồi thì rất là cảm ơn các em đã xem đến đây. Yêu các em nhiều lắm. Yêu các em lắm lắm ấy. Nhiều các em mà bây giờ YouTube của chúng ta đã được bao nhiêu? 324 à? Ừ, 324 sub rồi. Đấy, các em bấm subscribe cho chị Vân đi để cho mình được lên nhiều sub hơn. Đấy, xong rồi làm. Nói rồi đấy nhá, nếu mà em không xem nữa là thôi chị Vân không quay ở đâu. Quay một cái vít này mất nhiều thời gian lắm ý. Mất cả một ngày ấy. Mà chị Vân còn phải quay trước cơ. Lúc nào chị Vân cũng quay trước mà lúc nào chị cũng quên đăng ấy. Vì nó phải có ấy mới đăng được. Đăng trên laptop thì nó sẽ dễ hơn, nên là chị hay đăng trên laptop. Còn đăng bằng iPad thì nó cứ thiếu thiếu. Thiếu cái này thiếu cái kia. Hay là các em cố gắng lên. Có gì nhớ bảo chị, nhớ chưa? Bye bye nhá, tạm biệt, yêu các em. Hi hi, yêu các em nhiều lắm ý. Bye bye.